Em Liên chào chị Nguyễn An ha. Thì chị nói là da mình mỏng bị nổi gân xanh. Thì em sẽ phân tích cho mình hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất, da mỏng nổi gân xanh bình thường. Mỏng là ví dụ như mình mỏng cái bàn tay do mình làm công chuyện nhiều, hoặc là do mỏng do cơ địa bản thân mình, thì trước tới giờ là da mình nó sẵn giống vậy rồi. Thì mình có thể xài được cho em cái combo cốt tẩy xưa ha. Combo cốt tẩy xưa, tất cả những dòng kem cốt tẩy vừa không có BNL, thì em sẽ lên cho mình một cái combo này xịn sò nè. Đó, combo này xịn sò cho em, nó vừa có phôi Thái và nó vừa có phôi Đài Loan ha. Trong combo này nó có cho em 3 hộp phôi này là cao cấp trắng, chủ yếu từ trong phôi trắng dần lên cho mấy chị. Giá thành thì nó chỉ có 500 mấy chục cành, ra được 400g kem cho em. Rất là xịn sò luôn, chị nào mà da bình thường, da có tông á, chị xài cái này rất là yên. Combo này cực kỳ siêu xịn sò luôn. Nó trắng chủ yếu từ trong cái phôi xịn, nó trắng dần dần cho chị. Là đối với trường hợp da của mình mỏng bình thường ha mọi người ha. Còn trường hợp thứ hai là mỏng do chị xài kem tẩy, lạm dụng kem tẩy quá nhiều, nó bị nổi chỉ đỏ, nổi gân xanh, da mỏng le mỏng lét. Thì cái trường hợp đó chị xài cho em cái combo không tẩy. Combo này chủ yếu là phôi sức mặt kết hợp với lại là dưỡng thôi, không có tẩy thanh hiền muôn thở. Thì cái combo này có nhiều chị em da mỏng nhưng mà mình vẫn muốn lên tông, thì mấy chị sử dụng cái dạng này, chủ yếu là phôi kết hợp với dưỡng. Và trong cái combo này em Liên có phối cho mình một cái hũ khử da vàng khử thâm để hỗ trợ khử da vàng, nâng tông sáng nhẹ cho mình. Nhớ dùm cho em là những chị nào xài cái combo không tẩy á, thì nó sẽ không có trắng nhiều nha mấy chị nha. Nó chỉ hỗ trợ giữ tông da và nâng tông sáng nhẹ, chủ yếu là nó mấy cái trắng từ mấy cái phôi cho nên nó sẽ không có trắng nhanh giống như những cái dòng kem tẩy. Nhớ dùm cho em, mình xem coi cái da mình nó nằm vào trường hợp nào. Nếu mà cái da mình mỏng ít, mỏng giống như em giống vậy nè đó, mỏng do cơ địa, thì chị em nhà mình có thể xài được combo tẩy xưa. Tẩy xưa nó không có làm mỏng da, không bào mòn da nha cả nhà mình nha, trắng từ từ, trắng hồng, trắng khỏe da. Còn trường hợp da mình mỏng do lạm dụng kem tẩy quá nhiều, ở hơi mỏng nhiều, thì mình qua cho em cái combo không tẩy này đó, nó giữ tông da sáng da nhẹ chứ nó không có trắng nhanh ha mọi người ha. Đó, mình xem coi là da của mình nó nằm vào cái trường hợp nào nha tình yêu nha. Chị em nhà mình mua hàng nhắn qua số đôi dép cho em Liên. Trên cái hình của em bên dưới có cái số đôi dép, chị em nhà mình nhớ là mình đừng có gửi lời kết bạn nha. Mình nhắn cho em Liên ơi, tư vấn cho chị cái công thức đó, hoặc là da chị làm sao, để cho em thấy cái tin nhắn của mấy chị nó hiện lên, và bên em sẽ gửi hình ảnh công thức tư vấn da cho chị em nhà mình. Chứ mình đừng gửi lời kết bạn nha. Rồi, cảm ơn bà rất là nhiều. Đó, chị xem dùm cho em coi hai cái combo nào nó hợp với da của chị, thì mình nhắn qua em tư vấn cho mình hết tình yêu ha.